Trên tay mình đây là bản iOS 14.0.1. Và let's go! Apple đã cho ra bản iOS 14.0.1 sau khi một tuần đã ra mắt iOS 14. Cùng với đó là Apple cũng đã khóa bản iOS 13.7, chính thức đóng cửa không cho hạ xuống iOS 13. Thì với bản vá iOS 14 này thì chúng ta sẽ xem có Apple đã sửa những gì nhé. Điểm sửa đầu tiên trong bản iOS 14.0.1 này là cái về mặc định app. Ở bản iOS 14 thì nó có một cái lỗi là khi bạn để cái mặc định app là ví dụ như trình duyệt là Chrome chẳng hạn, thì khi chỉ cần bạn restore lại, kiểu như khởi động lại máy á, thì nó sẽ quay về trở lại là Safari. Thì cái bản vá iOS 14.0.1 này đã sửa được cái lỗi đó, nên là mỗi lần bạn reboot bạn không cần phải lo cái vụ mà ứng dụng nó sẽ là Safari nữa, mà là nó sẽ là Chrome. Điểm kế tiếp có trong iOS 14.0.1 đó chính là về phần camera. Thì những ai đang sử dụng iPhone 7 và iPhone 7 Plus thì khi mà lên iOS 14 thì có một số người dùng sẽ bị lỗi là cái phần preview camera, cái phần preview ở đây nè, thì nó sẽ không hiện. Ở bản iOS này đã sửa lỗi đó, nên là các bạn nên update cho những iPhone như iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus nhé. Một điểm tiếp theo đó chính là về phần Wi-Fi. Thì ở bản iOS 14, một số người dùng có phàn nàn tới Apple đó chính là về Wi-Fi. Thì có một số iPhone nó không kết nối được Wi-Fi vì lý do là cái mạng cái security quá yếu, hoặc là nó do cái gì đó. Thì bây giờ Apple đã sửa được cái lỗi đó, nên là các bạn update lên để có thể sử dụng được tiếp Wi-Fi nhé. Điểm kế tiếp có trong iOS 14.0.1 đó chính là về Widget News. Thì ở bản trước iOS 14 thì nó sẽ bị lỗi là nó sẽ không hiện cái hình ảnh. Ví dụ như khi bạn ở widget này thì nó sẽ không hiện cái hình ảnh, nó chỉ hiện tiêu đề thôi. Nên là cái bản iOS 14.0.1 này đã sửa được cái lỗi widget new này. Cùng với đó thì iOS 14.0.1 này thì nó sẽ có sửa lỗi cả phần mail. Thì nếu mà iPhone của bạn nó không có gửi mail được thì bản này chính thức đã sửa rồi nhé. Nên là việc gửi email đã trở nên dễ dàng hơn. Cùng với bản iOS 14.0.1 này thì Apple cũng cho ra bản watchOS 7.0.1. Thì trong bản watchOS này thì nó sẽ sửa được cái ở trong cái khu mục ví của các bạn, một số cái thẻ tín dụng nó bị disable, bị vô hiệu hóa với một số người dùng, nên là Apple cũng đã sửa rồi. Cùng với đó trong bản iOS 14.0.1 này thì Apple có nói là Apple đã có update về bảo mật. Thì Apple không nói rõ ra trong note là nó có nói về nó bảo mật về cái gì. Nói chung là có thể là về jailbreak hoặc là về cái tín chỉ vân 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 vân. Nói chung là Apple có nói là có update về bảo mật. Về hiệu năng của iOS 14.0.1 thì theo như mình thấy, mình trải nghiệm được một ngày rồi, thì nói chung là khá là ổn định, bớt nóng máy hơn nhiều. Đối với mình là bớt nóng máy hơn nhiều so với lại bản iOS 14. Nên là các bạn yên tâm về hiệu năng của máy nha. Câu hỏi đặt ra là các bạn có nên update lên iOS 14.0.1 này hay không? Thì với mình là có. Thì với những bạn nào đang ở iOS 14 mà cảm thấy nóng máy rồi lag giật này nọ, thì mình nên là khuyên lên update lên iOS 14.0.1. Vì Apple đã sửa được rất là nhiều lỗi, kể cả về hiệu năng, kể cả về bảo mật, kể cả những lỗi mà mình mới kể ở trên. Nên là các bạn nên update lên bản iOS này nhé. Và cả nếu các bạn thích wallpaper này, mình sẽ để ở link phần dưới phần mô tả nhé. Và đó là những điểm sửa lỗi có trong iOS 14.0.1. Các bạn có thích những điểm sửa lỗi này hay không? Hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.